Chào quý vị các bạn, Minh Elder Đông lại có một mom lê rất để đáng chơi, đáng sưu tầm với các bác. Nó rất đẹp, rất hay, lại vừa tiền. Đó là tích đích FU 7700, giá 3,5 triệu. Một con mom lê đèn vu kim vẩy, đánh hai đôi loa AB cộng B, hay còn gọi là main và remote. Chỉnh bát, chỉnh chép, lao lướt, cân loa, các đường vào âm thanh đầy đủ. Tôi đang cắm tín hiệu vào đường AUX, đèn vu kim vẩy nha. Âm lê này chạy 4 con sò than xanh đen, giống như kiểu sò than của dòng 7600. 2 tụ lọc, nguồn. Cả bên trong bên ngoài đều đẹp và là hàng bãi zin xịn luôn. Bề ngang tầm gần 42cm. Bên trái là đường ra loa, bên phải là đường vào tín hiệu âm thanh AV. Một con âm lê có thiết kế rất độc đáo về cách cắm. Thông số kỹ thuật đây, mời các bác theo dõi. 122W, 100V, sản xuất tại Nhật Bản. Đặc trưng những con âm đi cổ như thế này, có chất âm rất ngọt các bác nha. Ngọt, trong, rõ. Để nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình thì nó là một sự lựa chọn không thể không để ý đến. Tôi đang mở vào những đôi loa rất to, các bác hoàn toàn có thể nghe nhạc vàng được. Kể cả bát 40, nói luôn. Tất nhiên không phải dòng loa châu bò kiểu như là quắc, như những dòng loa kiểu như là Sevin Vega, những dòng đấy thì nó lại đòi hỏi như âm ly kiểu khác thôi nha. Như giả sử loa bass 40 như loa cổ thì nó đánh kiểu khác. Tôi sẽ đậy nắp và các bác cùng theo dõi tổng thể xem nó đẹp đến đâu. Giá chuẩn là 3,5 triệu tại cửa hàng tôi. Đây, hình thức tổng thể của em nó đây. Rất cứng đúng không các bác? Rất cứng luôn. Mặt phay nhôm màu bạc. Nó bạc nhưng lại còn hay cái nó sức xước, nhìn nó kiểu càng sang trọng, càng cuốn hút. Tôi sẽ đo chiều cao cho nó là bao nhiêu đây? 12 hay 14? 14cm, gần 14, cứ coi 14 đi. Về sâu coi như là hơn 30 một chút đi. Mở to hơn một chút nha. Tại Minh Outdoor Hà Đông thì bao các bác test 2 tuần sản phẩm. Sản phẩm lỗi thì sẵn sàng đổi cho các bác, nhưng với điều kiện không được làm hỏng. Không được làm hỏng đây là cái chủ quan ấy. Giả sử mình mở quá to, đấu chập dây loa, đấu cắm nhầm nguồn điện. Đấy, những cái lỗi cơ bản. Còn giả sử những cái bệnh mà do âm ly nó phát sinh thì sẵn sàng đổi sản phẩm các kiểu bác. Trong các bạn nhỉ, phải nói là tiếng rất trong, lao lốt. Bát chép tôi không thể bật đâu, tôi không thể bật bởi vì thật ra đơm ly này tôi quay giới thiệu các bác là chính thôi, còn chất lượng âm thanh của nó thì khỏi phải bàn luôn, cũng như là tôi cũng đã bán rất nhiều con này. Đợt này có hàng tôi lại quay lên các bác xem thôi. Lao lốt không bật, bát chép để giữa hết. Bên trái có tiếng này, bạn bên trái đèn vẫy bên trái này, bạn bên phải đèn vẫy bên phải này. Vâng, xin cảm ơn các bác đã theo dõi.